chiều nha. Hôm nay Nhung lục tủ lạnh ra, Nhung có cục thịt này. Thịt heo nha cả nhà. Theo như nạc dăm á các bạn. Đó, bây giờ Nhung làm thịt kho hột vịt, thịt kho trứng hôm nay nha. Vui cho cả nhà coi cho vui nha. Bây giờ ở nhà chứa đầy tủ lạnh bữa tới giờ rồi các bạn. Giờ đụng cái gì lục cái đó ra nấu ăn thôi. Chứ giờ ở bên Mỹ này, bây giờ bên tiểu bang Nhung á, hiện bây giờ á là tới 500 lẻ mấy người chết rồi cả nhà, nhưng mình sợ quá. Thật sự mà nói thật là đau lòng luôn á các bạn. Không biết nói sao luôn á. Bây giờ đó mình thấy, mình chỉ cầu cho cả nhà ở thế giới được bình an, sức khỏe cả nhà được tốt. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bây giờ Nhung thấy tự nhiên Nhung sợ quá các bạn ơi. Chúc cả nhà một ngày tốt đẹp nha cả nhà. Quay cho cả nhà Đây coi Nhung nha. có trứng nè các bạn. Chắc mình luộc 20 trứng quá. Bây giờ mình bỏ vô cái nồi nha các bạn. Mình kho
là cái trứng này nó chiên giòn vậy, là ngày xưa gia đình mình phải chiên cho nhau này nha.